Xin chào các bạn, hôm nay của tôi sẽ cùng với các bạn review cái cối xay cỡ bé của Grundig. Công suất của cối xay là 450W và hoàn toàn là nhựa PVA. Và dung tích mà tối đa bạn có thể xay được đối với cối xay này là 500 ml. Như thiết kế thì bạn nhìn thấy là nó có một cái thiết kế rất là nhìn chắc chắn. Phần động cơ chính nó chính là nằm ở trong cái phần trục đầu này, phần đầu này của nó. Bạn có thể ngửa lên nhìn thấy toàn bộ về logo, tên và địa chỉ công ty. Còn đây là phần thứ hai là cái phần bình xay này. Thì mình sẽ mở để cho các bạn xem cái phần lưỡi dao bên trong đấy. Như các bạn thấy cái phần lưỡi dao bên trong nó được thiết kế là bốn lưỡi, với lưỡi sát chân, lưỡi chia tầng. Với cái lưỡi thiết kế này thì bạn có thể xay nhuyễn được rất là nhiều thứ, và hai nữa là bạn có thể xay được số lượng rất là nhỏ. Và sau đây thì mình sẽ thử xay một số lượng rất là nhỏ, với cái khối lượng thịt của mình là chỉ tầm được khoảng nửa lạng thôi, 50 gram ấy. Đây, như bạn thấy đây là cái lượng thịt nó chỉ vào được khoảng 50 gram của mình thôi, nó chỉ nửa lạng thôi. Thì mình sẽ thử xay vào đây. Với những cái gia đình mà có em bé thì các bạn chỉ muốn xay một số lượng ít vừa đủ cho bé ăn một bữa. Thì bây giờ mình sẽ thử xay số lượng này để xem máy xay có thể xay nhuyễn được không. Việc sử dụng máy rất là dễ dàng, tiện lợi, như là bạn ngay cả việc vệ sinh cũng vậy. Bạn có thể nhìn nhé, mình chỉ cần bấm tay vào đây. Máy sẽ xay. Và khi quay thịt ít quá thì nó thường là sẽ bắn và dính vào những cái thành, thì các bạn có thể xay thành, bạn có thể bỏ ra và đẩy lại thịt vào cái phần trung tâm giữa ấy. Thì các bạn xay thêm lần nữa thì thịt nó sẽ nhuyễn hết toàn bộ. Thì như mình vừa ấy, như bạn thấy là xay thì xong nó sẽ bám vào phần thành như này. Và các bạn muốn xay nhuyễn bao nhiêu thêm nhiều nữa thì các bạn có thể tháo ra, bỏ ra và đủn cái phần thịt lại phần giữa. Như bây giờ là mình, đây là lần thứ hai của mình, thì mình sẽ kiểm tra xem là thịt nó nhuyễn theo cái độ của mình thích muốn chưa, thì mình sẽ có thể dừng, tại vì thường nó xay xong như này thì nó đã khá là nhuyễn rồi. Đây là chỗ thịt của bạn của mình, như là chỗ này mình chỉ có 50 gram thịt thôi, thì như bạn thấy là gần như là nó đã nhuyễn hết rồi. Bạn nhìn thấy nhuyễn rất là mứt, rất là nhỏ nhỏ xí à. Nếu như các bạn có em bé mà các bạn muốn cho nó nhuyễn thêm nữa thì các bạn có thể đẩy cái phần thịt vào trung tâm và các bạn có thể xay tiếp. Như bạn thấy đấy, hình như là nó nhuyễn hết. Và nó đã bị cắt nhỏ hết rồi. Thì nếu như các bạn muốn xay nhuyễn thêm một lần nữa thì các bạn đẩy gần nó vào cái phần lưỡi dao này, vì do là thịt nó sẽ dính bám vào cái xung quanh thành, đấy là lý do mà nó không xay nhuyễn được thôi. Còn cái dao ở đây nó được thiết kế là dao đáy cùng của nó gần như đã sát đáy, nên là các bạn có thể xay được rất là nhiều thứ rất là nhỏ. Tôi vừa mới giới thiệu xong với các bạn về máy xay cối xay nhỏ của Grundig. Để đặt mua hàng hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm từ Đức, xin mời các bạn vào website hutto.vn hoặc liên hệ với chúng tôi theo số Viber, Zalo bên dưới, hoặc vào Facebook Shop Hutto. Xin chân thành cảm ơn.